Titleist AP Series là một dòng gậy sắt nổi tiếng của hãng Titleist, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các golfer ở mọi cấp độ. Dòng này bao gồm các phiên bản AP1, AP2 và AP3. Mỗi phiên bản đều có những đặc điểm riêng biệt. 1. Titleist AP1. AP1 nhắm đến golfer mới bắt đầu hoặc có kỹ năng thấp, mong muốn những cú đánh chuẩn, dễ sử dụng và độ tin cậy cao. Có phiên bản AP1 718, 2017 và AP1 714, 2013. AP1 có khối đầu lớn, trọng tâm thấp và tâm đánh dễ trúng, tạo ra đường bay cao và tầm xa ấn tượng. Nó cung cấp sự ổn định và giúp người chơi tiếp thu kỹ năng cơ bản một cách dễ dàng. Đây là sự lựa chọn dành cho golfer mới. 2. Titleist AP2. AP2 dành cho golfer trung bình đến cao cấp, mong muốn sự cân bằng giữa cảm giác, kiểm soát và linh hoạt trong việc đánh bóng. Có phiên bản AP2 718, 2017 và AP2 714, 2013. AP2 có thiết kế truyền thống và đẳng cấp, nó cung cấp sự cân đối giữa kiểm soát và khoảng cách, cho phép người chơi linh hoạt điều chỉnh cú đánh. AP2 mang lại cảm giác chính xác và là sự lựa chọn ưa thích của nhiều golfer chuyên nghiệp. 3. Titleist AP3. AP3 hướng đến các golfer trung bình đến cao cấp, mong muốn sự kết hợp giữa sự dễ chơi, tầm xa và độ chính xác. Có phiên bản AP3 718, 2017 và AP3 714, 2013. AP3 là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh, chính xác và cảm giác chơi. Nó mang lại sự ổn định, tầm xa ấn tượng và khả năng kiểm soát. AP3 được coi là dòng gậy ở giữa AP1 và AP2, là lựa chọn phổ biến cho golfer muốn sự cân đối và linh hoạt. Có một vài nhược điểm cần lưu ý ở đây, đó là mặc dù được thiết kế gần như phù hợp với hầu hết các golfer, nhưng một số người cho rằng AP3 vẫn khá khó chơi do tính chính xác và khả năng kiểm soát cao hơn. Một nhược điểm nữa đó là kích thước đầu gậy khá lớn, làm giảm khả năng linh hoạt trong các tình huống bóng. Tổng kết lại, dòng gậy sắt Titleist AP của hãng Titleist có những ưu điểm vượt trội như kiểm soát cao, cảm giác chính xác và sự phổ biến trong cộng đồng golf thủ. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến nhược điểm của dòng AP như độ khó chơi đối với người mới với AP2, khả năng linh hoạt hạn chế và thiếu sự tùy chỉnh. Để tư vấn rõ hơn về việc chọn gậy sắt Titleist AP phù hợp, hãy liên hệ với Sở Kai Golf, địa chỉ tin cậy để nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp và tư vấn. Xin cảm ơn.